Nám lâu năm chữa không khỏi thì chúng ta hãy tham khảo cái bộ đôi này sẽ vừa giúp chúng ta được mờ nám, sáng da mà lại không gây kích ứng. Thứ nhất đó là Abutin. Abutin nó sẽ là thành phần làm trắng da và ít gây kích ứng và hiệu quả rất là cao. Chúng ta nên chọn cái dạng Alpha Abutin để đạt hiệu quả cao hơn. Khi mới dùng thì chúng ta nên chọn cái nồng độ từ 2-4% để chúng ta sẽ giảm kích ứng và đỏ da. Alpha Abutin sẽ giúp cho da của chúng ta sẽ đều màu hơn nhờ khả năng ức chế men tyrosine sẽ hình thành nên sắc tố. Có thể dùng Abutin vào buổi sáng hoặc buổi tối thì nó có thể gây ít kích ứng và tăng cường dưỡng trắng da, sạm nám, thích hợp cho những cái loại da nhạy cảm. Thứ hai đó là AHA BHA. AHA BHA đó là tẩy tế bào sừng hóa học, sẽ giúp da của chúng ta loại bỏ đi những cái tế bào chết, sần sùi, xỉn màu. Sau 25 tuổi thì quá trình tự đào thải da sừng bị chậm, khiến bề mặt da của chúng ta ngày càng bị thô ráp và tối màu. Vì thế chị em chúng ta sẽ cần dùng AHA BHA đều đặn từ 2 đến 3 lần một tuần để hỗ trợ cho cái quá trình thay da, sẽ giúp da của chúng ta sẽ mịn màng hơn, đều màu hơn. Và chúng ta nên chọn cái nồng độ là dưới 10% để cho da của chúng ta sẽ được làm quen, rồi sau đó chúng ta mới tăng dần cái nồng độ. AHA BHA sẽ hỗ trợ làm sáng da và đều màu da, loại bỏ được lớp sừng già cỗi trên da, cải thiện độ săn chắc và độ đàn hồi, cấp ẩm nhẹ cho da.